để garanti thì êm anh em ạ. Rồi. Nhưng mà ga lên thì kêu lách cách, anh em nghe nhá. Vẫy quả anh em ạ. Rồi. Anh em có hiểu được không? Lỗ garanti rất là êm. Khi chúng ta ga lên là bị quả nó bị vẫy. Gõ, tức là gõ quả, mình gọi là gõ quả đấy. Gõ quả gõ ác luôn. Bây giờ tháo ra xử lý anh em nhé.